Xin chào, mình là Theo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Em muốn nuôi chó con. Vào một buổi trưa thông thả, Theo đang dạo quanh các con đường. Hả? Ủa, dễ thương quá đi à. Là chó con của em đó hả? Dạ, dễ thương quá anh ha. Chó con rất là thông minh. Được rồi, bắt tay nào. Wow, wow. Nhìn cưng quá à. Mình cũng muốn có một con chó con như vậy nữa. Gì chứ, nuôi chó hả? Dạ, em vừa thấy một con chó con dễ thương lắm luôn. Em nuôi một con có được không trời? Nhưng ở gara nguy hiểm lắm, vì có rất nhiều xe qua lại mà. Em hứa em sẽ chăm sóc em ấy thật là cẩn thận mà chị Hana. Em xin chị đó, xin chị đó. Không, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mình thật sự rất muốn được nuôi một con chó con mà. Hả? Ô, là một con chó con. Lại đây nào bác cưng. Cưng dễ thương quá à. Mà cưng sống ở đâu vậy? Gì chứ, cưng không có nhà sao? Cưng có muốn đi với anh không nè? Cưng thích cái gì, đi thôi. Hả? Phải rồi hả? Chị Hana nói mình không thể nuôi chó. Ồ, cưng ơi, anh xin lỗi. Chắc anh phải đi về đây. Hả? Đừng đi theo anh. Anh không thể đưa cưng đi theo được đâu mà. Ôi trời. Mình phải làm sao đây? Đừng để bị phát hiện chứ. Cuối cùng anh vẫn đưa cưng về đây. Im lặng đi mà. Là tiếng gì vậy? Là chó con. Là chó con hả? Dễ thương quá à. Thay chú, thế cuộc chuyện này là sao? Có lẽ em ấy bị bỏ rơi nên em đưa nó về nhà đó mà. Sao? Nhưng chị Hana đã nói là chúng ta không thể nuôi chó mà. Đúng là vậy đó. Đáng yêu quá đi. Mọi người, nếu bây giờ chúng ta cứ giữ bí mật chuyện này thì sao? Chỉ cần không ai biết là được rồi. Phải đó, em ấy không có nhà, còn tụi mình thì không thể làm ngơ. Vậy tụi mình cùng chăm sóc em ấy nha. Có vẻ các bạn xe buýt nhỏ đã có một người bạn nhỏ mới. Vào ngày hôm sau. An toàn. Thay vô, không có ai xung quanh đâu. Tuyệt, giờ em ra được rồi đó. Chào buổi sáng. Nhìn em ấy buổi sáng còn dễ thương hơn nữa. Mà nè, em ấy đã là thành viên trong gia đình thì phải có một cái tên mới đúng chứ ha. Tên? Đặt tên gì thì mới hay đây? Lông của em ấy màu đen kìa, gọi là Blacky đi. Chắc em ấy sẽ thích cái tên này á. Vậy từ giờ gọi em ấy là Blacky ha. Đồng ý. Blacky, hãy làm theo lời anh nói nào. Ngồi xuống. Wow, em ấy làm theo được kìa. Lần này để anh thử nha. Blacky, nhảy. Gì vậy? Sao Blacky không nghe lời anh? Blacky, nhìn anh đây nè. Wow, giỏi quá. Các em, chị nghe thấy cái tiếng gì vậy? Hình như là chị nghe thấy tiếng chó con sủa thì phải. Dạ không, là em làm đó chị. Hả? Tụi em đang chơi trò giả tiếng động vật đó mà. Phải không anh Rogi? Phải. Các em à. Đến giờ đi làm rồi. Các em còn chuẩn bị nhanh lên nha. Dạ chị. Chút nữa thì
Nhưng ai sẽ chăm sóc Lucky trong khi tụi mình đi làm đây? Hôm nay là ngày nghỉ của em, để đó em chăm sóc Lucky cho. Tụi mình có thể luân phiên nhau nghỉ để chăm sóc cho em ấy cũng được mà. Phải. Từ hôm đó, các bạn xe buýt nhỏ thay phiên nhau mỗi ngày để chăm sóc cho Lucky. Ngoan lắm đó. Ta-da! Lucky là nhà cho em đó, có thích không? Ôi không. Dễ thương quá đi à. Thấy chưa? Mình cũng muốn có một con như vậy. Thật ra thì Dory à, bạn có muốn nuôi Lucky không? Mình hả? Tại sao? Thật ra tụi mình nuôi Lucky mà không nói với chị Hana. Nếu chị ấy mà phát hiện ra thì tụi mình sẽ không thể nuôi em ấy tiếp tục. Nhưng nếu bạn nuôi Lucky thì mình có thể thấy em ấy mỗi khi gặp bạn mà. Vậy mình sẽ về nhà hỏi ba mẹ nha. Thiệt hả? Cảm ơn bạn Dory. Có gì đâu. Xe buýt nhỏ ta vô. Buổi sáng hôm sau, khi các bạn xe buýt nhỏ chuẩn bị đi làm. Vậy là giờ tới lượt Lani chăm sóc Lucky đúng không nè? Phải. Các anh ơi, làm sao bây giờ? Hôm nay em có lịch đi làm đột xuất rồi. Gì chứ? Vậy là hôm nay không có ai được nghỉ hết hả? Vậy ai sẽ chăm sóc Lucky đây? Dễ mà, cứ để em dẫn Lucky theo là được rồi. Gì chứ? Nhưng mà... Nếu em ấy im lặng thì chắc sẽ không sao đâu. Đúng không Lucky? Em ngoan thiệt đó. Một chú chó rất là ngoan ngoãn. Chào mọi người. Em chào anh Thái Dô. Em đi đâu vậy? Hả? Là tiếng gì vậy? Dừng lại đi Blacky ơi. Đúng là một ngày dài mệt mỏi mà. Hả? Chẳng phải là anh Rocky và anh Bass sao? Họ tới đây để làm gì vậy? Tayo! Anh Rocky! Gặp rắc rối rồi. Hình như có người đã tố cáo chị Blacky gây ồn ào trên xe buýt đó. Gì chứ? Tố cáo? Phải. Cho nên có khi Blacky sẽ bị gửi tới trung tâm động vật. Còn chúng ta thì sẽ không thể gặp em ấy được nữa. Không được. Hả? Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra. Tayo! Chạy thì cũng chạy rồi, nhưng giờ phải làm sao đây? Hả? Em đi đâu vậy Blacky? Hả? Ôi trời. Blacky! Em không sao chứ Blacky? Suýt chút nữa thì ô tô rất là nguy hiểm đó, em biết không hả? Hả? Nhưng ở gara nguy hiểm lắm vì có rất nhiều xe qua lại mà. Đây chính là điều mà chị Hana lúc nào cũng dặn mình. Nếu như Blacky cứ sống ở gara thì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không. Tayo đã đưa Blacky quay về lại gara. Tayo, sao em có thể giấu một con chó chứ? Đã vậy còn đưa nó đi làm chung luôn. Dạ em xin lỗi. Hana, tụi anh đã gọi cho trung tâm động vật. Họ nói sẽ tới ngay đó em. Vậy tốt quá. Anh Rocky, nếu Blacky tới trung tâm động vật thì chuyện gì sẽ xảy ra vậy? Em ấy sẽ gặp được gia đình mới của mình đó em. Vậy tụi em có thể nào gặp lại Blacky không? Chuyện đó chắc sẽ hơi khó khăn một chút. Vậy là tụi em không thể gặp Blacky nữa sao? Chị Hana, chị đừng gửi Blacky đi có được không? Bọn em sẽ chăm sóc tốt cho em ấy mà. Các cháu à, chú có thể hiểu được. Nhưng phải như vậy thì Blacky mới an toàn. Chú nói đúng. Rất khó để giữ an toàn cho Blacky khi ở nơi này đó. Chắc họ từ trung tâm động vật tới. Phải làm sao đây? Hả? Anh bà
sao bạn lại tới đây vậy Dury? À, mẹ mình nói là mình có thể đưa Blackie về nhà đó. Gì chứ? Thiệt hả? Giỏi lắm. Dury! Tới rồi hả? Blackie! Vui quá! Các bạn đều được nghỉ sao? Em khỏe chứ? Tụi mình vội đến đây vì nhớ Blackie quá đó mà. Mình rất vui khi bạn nhận lời chăm sóc Blackie đó. Đúng vậy. Và tụi mình lại có thể tiếp tục chơi với em ấy rồi. Các bạn có thể tới gặp Blackie bất cứ lúc nào. Thật là tuyệt vời. Blackie, bắt anh đi nào. Em nghĩ là Blackie thích em rồi. Vậy là giờ Blackie đã trở thành người nhà của Dury rồi. Và các bạn xe buýt nhỏ cũng có thể tới thăm Blackie bất cứ lúc nào. Vị khách đặc biệt của Rogi. Những chiếc xe buýt nhỏ đang trên đường về trạm xe sau một ngày làm việc vất vả. Em về rồi đây. Chào mọi người. Rogi, anh về sớm vậy. Anh có cái này muốn cho mấy em thấy. Đi theo anh. Cái gì vậy anh? Được rồi, hãy nhìn đây. Tên. Sao? Không thấy đặc biệt hả? Anh đã thu thập được đó. Anh lấy mớ rác này ở đâu ra vậy anh Rogi? Dơ quá đi. Cái gì mà dơ chứ? Khó khăn lắm anh mới thu thập được những thứ này đó. Chờ ở đây nha. Nhìn nè, có đẹp không? Lenny, anh sẽ tặng cái này cho em. Cầm nó ra chỗ khác đi anh. Em không thích hả? Ồ, anh biết rồi. Anh có cái này nữa nè. Thấy sao, có thích không? Ghê quá à, lấy chỗ khác đi anh. Mọi người có sao không vậy? Anh có ghi thật là... Sao anh lại đi lấy mấy cái đồ dơ giấy này về chứ? Hả? Em không thể nào chịu được cái mùi hôi thối ở đây. Em đi đây. Đúng rồi. Chờ mình với. Sao mọi người giận dữ quá vậy? Ngày hôm sau, Rogi đang trên đường trở về trạm xe sau khi xong việc. Mọi người thật kỳ lạ. Mình khó khăn lắm mới thu thập được từng này đồ mà. Wow, nhìn bạn ấy thật ngầu. Hình như trước giờ mình chưa gặp bạn ấy. Chào, nhìn bạn ngầu quá. Bạn đang nói chuyện với mình đó hả? Đúng vậy. Bạn tên gì vậy? Mình tên là Windy. Mình là một chiếc nhà di động và đi du lịch khắp thế giới. Wow, nhà di động sao? Nghe tuyệt quá. Mình tên là Rocky. Tên bạn đẹp quá. Thật sao? Thật. Nhưng mà Windy nè, cái gì đang ở trên lưng của bạn vậy? Có vài thứ mình nhặt được khi đi du lịch ở khắp mọi nơi trên thế giới. Wow, mình cũng có thu thập được một vài thứ đồ để ở trạm xe của mình á. Vậy hả? Mình thấy tò mò quá rồi đó. Bạn có muốn ghé qua chỗ của mình để xem qua không? Có được không? Thực ra thì mình cũng đang tìm một chỗ để ở lại đêm nay nè. Tuyệt quá, vậy thì đi thôi. Được, tuyệt vời. Anh trai vô. Chào mọi người. Sao nhìn anh có vẻ buồn vậy? Anh thấy có lỗi với anh Rogi quá. Anh nghĩ là tụi mình hơi quá đáng với ảnh. Dạ phải, cả ngày hôm nay em cũng cảm thấy có lỗi với ảnh quá. Anh cũng vậy. Nè mọi người, khi nào về tới trạm xe tụi mình nói lời xin lỗi anh ấy nha. Được. Dạ được. Ý kiến này hay đó. Mình về nhanh thôi mọi người. Được rồi. Không biết anh Rogi về chưa ta? Hoan hô. Thế này thật thật, đúng là tuyệt vời. Là ai vậy? Chào mọi người. Dạ. Bạn của anh đó hả anh Rogi?
mọi người chào nhau đi. Đây là Windy, bạn ấy là nhà xe di động đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Xin chào Hầu. Chào anh. Chắc mọi người là bạn của Rogi hả? Nhưng mà nhìn mọi người tầm thường hơn anh nghĩ. Cái anh giỡn đó mà. Windy sẽ ở lại đây với chúng ta tối nay. Anh đã hỏi chị Hana và chị ấy đã đồng ý rồi. Sao chứ? Quang hô. Cái này đẹp thiệt đó. Thật hả? Họ có vẻ giống nhau quá. Phải, em mới không vui chút nào hết. Rogi, gu thẩm mỹ của bạn cũng rất khá. Mình thật sự ấn tượng. Windy, bạn với mình giống nhau thật đó. Phải để cho mình trả ơn bạn vì đã đối xử tốt với mình chứ. Được rồi, nhìn kỹ đây. Hả? Wow, nhìn ngầu quá. Cái đó là gì vậy? Đó là một món hỗn độn. Cứ làm như trạm xe này là của anh Rogi vậy. Bạn lấy đâu ra những món đồ hay ho này vậy? Cái này mình lấy được ở miền Nam. Còn cái này là ở phía Tây. Còn cái này là ở trên một hòn đảo. Wow, bạn là người ngầu nhất. Điều đó thì ai cũng nói như bạn hết. Windy, để mình dắt bạn đi một vòng trạm xe nha. Thật hả? Vậy thì tốt quá. Đi thôi. Tayo, xe buýt bé nhỏ. Cái người mà anh Rogi dắt tới đây á, anh ấy lạ thiệt ha. Nhìn có vẻ rất thú vị đó. Muốn nói với anh Rogi lời xin lỗi mà thấy anh ấy cứ bận chơi với anh Windy suốt thôi. Hả? Tiếng gì vậy ta? Đi xem thử đi ha. Windy, nhạc này là nhạc gì vậy? Đây là nhạc từ hòn đảo phía nam mình đã đến. Mình đã tự thu âm nó lại. Mỗi lần nghe nó khiến mình muốn nhún nhảy theo à. Hula. Wow, thật tuyệt vời. Rogi, bạn có muốn thử không? Hula. Wow, bạn nhảy cũng đẹp đó chứ. Thật không? Hula. Chuyện gì đây? Lạ thiệt đó. Lắc nào. Nhảy nào. Oh yeah, vui thật đó nha. Mình vui lắm. Anh Rogi có vẻ rất thích anh Windy. Thật ra tụi mình không có khả năng làm trò cho anh ấy vui. Mình phải đi xin lỗi anh Rogi mới được. Anh Rogi, em xin lỗi vì đã nổi giận với anh. Em thực sự thấy có lỗi. Hả? Anh Rogi, anh đang ngủ hả? Anh Rogi đâu rồi? Hôm nay mình đã rất vui. Hai đứa tụi mình có rất nhiều điểm chung á. Windy ơi, tại sao bạn không chịu ngủ trong nhà mà lại thích ngủ ở phía ngoài vậy hả? Tại vì mình thích nằm ngoài trời ngắm sao và ngủ dưới trời như thế này. Mỗi lần như vậy, mình cảm thấy thật sự tự do và thoải mái. Hả? Wow, mình không hiểu được cái cảm giác đó. Nhưng mà bạn vẫn rất ngầu. Anh ấy ở đâu vậy nhỉ? Đó là anh Rogi và anh Windy. Mình cũng muốn được tự do và đi khắp nơi như bạn vậy đó. Thật hả? Thích thì cứ làm thôi. Hả? Nhưng mà không được, mình là xe buýt mà. Có gì đâu mà sợ. Nè, bạn có muốn đi du lịch khắp nơi với mình không? Cái gì chứ? Tụi mình rất hợp nhau. Bạn không thấy vậy hả, Rogi? Thì đúng là vậy, nhưng mà... Mình sẽ bắt đầu lên đường vào sáng sớm ngày mai. Nên bạn cứ suy nghĩ kỹ đi. Thôi được, mình đi ngủ trước đây. Chúc ngủ ngon. Bạn cũng ngủ ngon. Lỡ như anh Rogi bỏ đi cùng anh Windy thì sao? Mọi người dậy đi. Anh Rogi đi rồi.
đồ đạc cũng không còn nữa. Nè mọi người, chuyện lớn rồi, dậy đi, chuyện lớn rồi. Nè. Anh Rogi bỏ đi rồi, anh ấy còn lấy hết đồ đạc đi theo nữa đó mọi người. Chắc là anh ấy ở chỗ rửa xe thôi. Không phải đâu, anh Rogi đã bỏ đi du lịch khắp nơi cùng với anh Quinn đi đó. Sao? Sao vậy được? Mình đã nghe hai người họ nói chuyện tối hôm qua. Mình mau đi tìm anh ấy đi. Dạ được. Anh Rogi ơi. Những chiếc xe buýt nhỏ đang đi tìm Rogi ở khắp mọi nơi trong thành phố. Chắc là anh Rogi bỏ đi cùng anh Quinn đi thật rồi. Nhưng em không tin là anh ấy bỏ đi. Lỗi tại anh hết. Tại anh không đối xử tốt với anh Rogi. Anh cũng vậy. Anh không ngờ là anh ấy lại bỏ đi. Em xin lỗi anh Rogi. Em xin lỗi. Nè mọi người, chuyện gì vậy? Mọi người đã đi đâu? Không có các em buồn muốn chết luôn. Không phải là anh bỏ đi với anh Quinn đi rồi sao? Sáng sớm anh phải dậy để đi tiễn bạn ấy lên đường. Sao tự nhiên anh dọn hết đồ đạc? Các em nói đống đồ đó là mớ hỗn độn, được kêu phải bỏ đi, nên anh đã dọn dẹp cả đêm luôn. Cái gì? Em tưởng anh bỏ tụi em đi luôn. Có chuyện gì vậy? Anh Rogi, em thực sự xin lỗi. Em đã đối xử với anh quá tệ phải không? Dạ, em cũng xin lỗi anh. Em xin lỗi anh Rogi. Không có gì đâu. Anh Rogi ơi, cảm ơn anh vì đã ở lại với tụi em mà không bỏ đi. Dạ, tụi em rất vui vì có anh bên cạnh. Đúng vậy. Cảm ơn mọi người. Hóa ra nếu không có anh ở đây thì các em sẽ buồn lắm đúng không? Vậy chứ. Thật là nhẹ nhõm vì Rogi đã không rời khỏi đây. Những chiếc xe nhỏ sẽ ngày càng thân thiết hơn nữa. Ngày nghỉ của Hana. Trời đang tối dần, nhưng chẳng thấy những chiếc xe nhỏ ở đâu. Các bạn ấy có thể ở đâu nhỉ? Để mình thử lại một lần nữa, chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn. Thưa quý vị, xe số 3 đã vượt qua xe số 4. Lên đi. Dừng lại Rogi. Đuổi theo anh nếu em có thể. Anh nghĩ rằng em không thể sao? Được rồi. Em đuổi kịp anh rồi. Lần này tới lượt anh đó nha, đuổi em đi. Các em đến giờ đi ngủ rồi. Cả hai đều chạy với tốc độ kinh hoàng. Hana, tụi mình chỉ chơi thêm xíu nữa thôi được không? Xíu nữa thôi nha chị. Không được. Taiyo, Rogi, chị đã nói với các em là chơi trò này trong nhà rất nguy hiểm mà. Em muốn xem tivi một chút xíu nữa. Em muốn tập luyện thêm một chút nữa. Nào nào, những bạn xe ngoan sẽ đi ngủ đúng giờ. Dạ. Cô ấy lúc nào cũng kêu chúng ta đi ngủ thiệt sớm. Dạ phải á, trong khi em không buồn ngủ chút nào. Nhưng chúng ta phải làm theo những gì mà chị Hana nói. Ước gì mình có thể thức khuya dù chỉ một ngày thôi cũng được. Anh cũng vậy. Chú Sito. Chào chú Sito. Chào chú, buổi sáng. Chào buổi sáng chị Hana. Chào buổi sáng các cháu. Mọi người đã dậy rồi hả? Chú định đi đâu hả chú Sito? Có một sự kiện quan trọng dành cho xe buýt ở thành phố lân cận. Vì vậy Sito và chị sẽ tham gia. Sự kiện quan trọng hả? Nghe thú vị thật. Vậy khi nào hai người quay về? Khoảng trưa ngày mai. Ngày mai hả? Các cháu có thể tự lo cho mình khi chú không ở đây chứ? Dạ không cần lo, chúng cháu sẽ ổn, đúng không mọi người? Dạ đừng lo mà. Đừng có nói với chị là các em sẽ thức nguyên đêm nha. Dạ đương nhiên là không. Tốt lắm. Mai gặp lại các em nha. Đừng gây chuyện khi chú vắng nhà nha. Dạ. Chúc hai người đi vui vẻ. Tạm biệt. Ngày mai họ mới về đúng không? Dạ. Và có nghĩa là tối nay chúng ta có thể thức khuya rồi.
Sau khi chúng ta xong việc, chúng ta có thể chơi bóng đúng không? Thật tuyệt vời! Đi thôi! Suốt ngày hôm nay, Taiyo đã rất vui với ý nghĩ sẽ được thức khuya. La la la. Anh Sai, xin chào. Sao hôm nay nhìn em vui vậy? Dạ, tại vì chị Hana đã đi khỏi thành phố và ngày mai mới về lận đó. Vậy thì có gì mà vui? Vì chị ấy không có ở đây nên tụi em tha hồ thức khuya luôn. Anh Sai, anh muốn qua chơi chung không? Xin lỗi, anh nghĩ là anh không có rảnh. Anh bận trăm công nghìn việc. Dạ em hiểu rồi. Tiếc quá ha. Vậy hẹn gặp anh sau nha. Tạm biệt anh. Khoan, tại sao không hỏi mình thêm một lần nữa? Mình sẽ đồng ý ngay. Bực mình. Chắc chắn mình sẽ về nhà đầu tiên. Gửi khói của anh nè. Anh Rogi. Anh Rogi. Em đi về trước anh rồi. Nè các em à, mọi người chờ em với. Quay lên. Em đi xem TV đây. Còn mình thì đi tập lái xe. Mình sẽ làm gì đây ta? Anh biết nè. Mình chơi trò này đi. Mình sẽ xem TV suốt cả đêm luôn. Bắt đầu thôi. Mình sẽ tập luyện cho phần tối qua chưa tập. Taiyo. Nè, kẻ chậm chạp. Em dám chọc anh hả? Taiyo. Vòng cuối bắt đầu. Lâu chúng ta đang chờ em. Đợi trận đua thật sự gay cấn ngay thôi. Chậm chạp. Hai xe còn lại số 7 và số 4 sẽ đua lượt đầu tiên mà xem. Trận đấu vừa bắt đầu. Không nghe thấy TV nói gì hết. Cố lên chạy đi số 4 thôi. Sắp được rồi. Mình cứ tưởng lần này sẽ được hơn 90 điểm. Sao tự nhiên mình thấy chóng mặt quá. Gani cảm thấy chóng mặt vì bạn ấy đã chăm chú nhìn màn hình một khoảng thời gian dài. Có chị Hana ở đây, chị ấy có thể giúp mình rồi. Để xem bây giờ mình có thể làm gì. Mệt quá. Làm sao mình biết được mình bị bệnh gì đây? Biết rồi. Đầu tiên là đứng vào đây. Tiếp theo là gì vậy ta? Hả? Tự động vận hành sao? Có vẻ dễ hơn mình nghĩ nhiều. Nhưng mình không nghĩ là mình biết đọc kết quả đâu. Hả? Mình luôn muốn tìm hiểu hệ thống này. Taiyo, xe buýt nhỏ. Taiyo. Em ấy đi đâu rồi ta? Ủa? Đây rồi. Anh ấy nhìn thấy mình. Taiyo, em không thể cứ trốn mãi được. Anh giận rồi hả? Anh sẽ bắt được em cho coi. Taiyo. Taiyo. Hai xe đang chạy sát nhau. Taiyo. Hai anh đang làm gì vậy? Em không nhìn thấy gì hết. Tại hai anh. Hai là còn lâu bắt mình theo. Nhưng hai xe đang chạy ngang nhau. Hai anh à. Chị Hana đã nói là không được chơi trò này ở đây rồi mà. Và Hana cũng nói là em không được xem TV quá trễ đâu. Hai anh thôi đi. Xe chiến thắng là xe số 7. Cậu ấy đã vượt qua một kẻ quá cảm. Cuối cùng và về đích trước. Wow, đúng là một trận đua đáng để ghi vào lịch sử. Em phải cho hai anh biết đây. Anh đi chạy theo sau mình rồi. Anh đi ơi sao vậy nè? Chắc anh ấy cũng muốn chơi rượt bắt với tụi mình. Tại hai anh mà em bỏ lỡ đoạn kết thúc của trận đấu. Làm thế nào để di chuyển cái này? Ước gì có chị Hana ở đây ha. Hai anh mau quay lại. Taiyo, mình phải trốn ở đây. Anh Taiyo. Taiyo, có chuyện gì vậy? Tốt hơn hết là hai anh mau xin lỗi em. Nhưng mà tụi mình có làm gì sai đâu. Đúng vậy, bọn anh chỉ chơi đuổi bắt thôi mà. Tại sao hai anh lại... Đứng lại nhá.
trạm sửa chữa đã trở thành một mớ hỗn độn. Bạn có sao không Jenny? Cậu giúp mình xuống được không? Thật là tồi tệ. Rogi, làm sao để hạ cái đó xuống? Anh cũng không biết nữa. Chúng ta phải gọi cho Hana thôi. Nhưng mà chị Hana sẽ rất giận dữ nếu chị ấy biết được chuyện này. Nhất là khi chị ấy nhìn thấy trạm sửa chữa. Làm ơn giúp mình xuống. Tất cả là lỗi của hai anh. Cái gì? Là tại em đã rượt bọn anh đó. Em đã không nghe được tiếng TV tại hai anh đó. Tụi anh không làm gì sai cả. Chuyện gì thế này? Các em, chuyện gì xảy ra vậy? Chị Hana, chú Sito, chuyện gì đang diễn ra thế này? Dạ chuyện là các em đã gây ra chuyện gì vậy? Chị Hana. Hả? Gani. Chị có thể đưa em xuống được không chị Hana? Làm sao em lên trên đó được? Cảm ơn chị Hana. Gani, kể cho chị nghe chuyện gì xảy ra đi. Dạ. Ngay bây giờ. Dạ. Tất cả là lỗi của em. Em đã tự ý đến tiệm sửa chữa mà không xin phép chị. Cái gì? Gani. Ý là một mình em gây ra mớ hỗn độn này hả? Gani đã không làm gì sai cả. Mình sẽ nói ra sự thật bất kể là mình có bị gì hay không. Chị Hana. Hả? Thật ra chuyện này là lỗi của em. Em xin lỗi chị. Em nói sao? Không phải vậy đâu. Tụi mình đã gây ra mớ hỗn độn này khi chơi trò rượt bắt. Mình xin lỗi. Thật ra là tại em rượt đuổi hai anh ấy. Tất cả là lỗi của em. Nếu như em không vào tiệm sửa chữa thì Các em thật là bọn cháu xin lỗi. Tụi mình gặp rắc rối lớn rồi. Làm gì bây giờ? Em không biết. Có ai bị thương không? Dạ. Các em đã có thể bị thương đó. Mấy đứa nhỏ này, hôm nay các cháu phải bị phạt đó. Nhưng vì các em biết lỗi và nhận lỗi nên chị sẽ bỏ qua lần này. Vậy là sẽ được tha thứ sao? Em sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Em cũng vậy. Kể từ bây giờ tụi mình sẽ nghe lời và không thức khuya nữa. Được rồi. Dù gì thì sẽ mất rất nhiều thời gian để dọn đống này. Em sẽ giúp chị dọn dẹp nha chị. Mình sẽ giúp nữa. Em cũng vậy luôn. Tốt lắm, vậy chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp nha. Dạ. Mặc dù Hana hay nghiêm khắc với mọi người, nhưng các bạn xe buýt nhỏ vẫn rất yêu mến cô ấy.